Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch khoai môn, còn gọi là trân châu khoai môn nha các bạn. Các bạn mua môn màu môn trắng tím nha, mình hấp chín ha, 300g nha các bạn. Các bạn hấp khoảng 3 phút thôi nha, mình không có hấp nát nhừ quá nha các bạn. Đó, hấp khoảng 3 phút là được nha. Và siro môn của Golden Farm mình sử dụng 50ml nha, để mình tạo màu tím nha các bạn. Và 100ml nước đường, 150g bột năng. Các bạn có thể sử dụng bất cứ loại bột năng nào các bạn đang có nha, Tài Ký, Vĩnh Thuận gì cũng được hết nha. Mình dùng 150g ha. Và một cái hộp khô để mình lắc khoai nha các bạn. Đó, trước tiên là mình sẽ cho màu, cho siro môn và đường nước vào khoai môn để mình ngâm nha. Các bạn ngâm 20 phút ha, để cho đường và môn màu có màu tím ngấm vào khoai của mình cho đẹp nha các bạn. Đó, mình trộn đều lên, mình sẽ để yên và mình ngâm 20 phút nha. Nếu mà các bạn muốn màu môn đậm hơn thì mình cũng có thể tăng siro lên cũng được nha. Đó, tùy các bạn chọn ha. Nó trộn đều lên và mình sẽ để đây để cho cái khoai môn mình được ngấm nha, ngấm đường và mặt ngấm siro ha. Vì môn phải ngấm đường thì mới cho bột năng vào thì mới dính nha các bạn. Đó, sau khi mình ngâm 20 phút là khoai môn mình đã có màu tím rồi nè. Và các bạn vớt ra, các bạn để khoảng 10 phút cho ráo nước nha. Cho đường, cho cái nước đường và nó ráo hết cái khoai môn mình khô ráo nha các bạn. Rồi mình sẽ cho khoảng 50g bột năng vào bình lắc. Đó, mình cho 50g vào hộp trước ha. Sau đó các bạn sẽ cho môn vào luôn. Rồi mình sẽ cho tiếp cái phần bột năng còn lại vào ở trên nha. Đó, mình sẽ rải lên trên đều hết ha. Và các bạn sẽ đóng nắp lại kính và mình sẽ lắc thật mạnh nha. Đó, lắc thật mạnh thật kỹ nha các bạn, không dùng tay trộn nha các bạn. Lắc thật mạnh ha, để cho bột năng mình bám một đều vào khoai môn nha. Nên các bạn cứ lắc nhiều lần là được à. Các bạn xem kênh, nếu mà có thắc mắc gì á, các bạn cứ còn bình luận bên dưới ha, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Và nhớ bấm like và share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó, các bạn cứ lắc đều tay ha, để cho môn mình được bám đều bột năng nha. Đó, mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều loại topping rồi. Đó, mình cứ tham khảo các bạn xem mà mình nấu mình bán nha các bạn. Đó, rồi khi mình đã lắc, mình thấy là bột mình đã bám đều bột năng rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ cho ra mâm. À, các bạn lấy tay nhẹ nhàng, mình lấy môn ra mâm, để ra mâm nha. À, các bạn cứ lọc nhẹ nhẹ thôi ha. Đây các bạn thấy không? Đó, môn mình đã bám đều bột năng luôn rồi đó. Nó topping khoai môn này thì ăn béo bùi, nói chung là dai dai, rất là lạ miệng, rất là ngon nha các bạn. Đó, loại topping này nhiều khách hàng thích lắm á. Các bạn cứ làm thêm, mình bán thêm ha. Uống kèm với trà sữa rất là ngon. Đó, khi các bạn đã lấy môn ra hết rồi đó, mình sẽ cho thêm một lớp bột năng nữa. Mình sẽ áo thêm một lần nữa ha, để cho đảm bảo là môn mình được áo bột năng dày nha. Đó, lúc này các bạn cứ dùng tay mình nhẹ nhàng, mình trộn nhẹ nhàng lên ha. Đó, khi mình thấy môn mình đã bám bột năng dày như vậy rồi đó, các bạn sẽ lấy mình, các bạn cho ra cái rổ để mình rây lại một lần nữa. Đó, lúc này là mình sẽ rây nha các bạn, mình rây để cho bột thừa bám trên môn của mình được rơi xuống hết nha, để chỉ còn lại phần khoai môn và bột năng bám thôi ha. Lúc này các bạn đun sôi một nồi nước sôi lớn nha. Đó, đun cho nước sôi thật lớn lên để mình cho và mình luộc nha các bạn. Luộc trân châu thì nước phải sôi lớn nha các bạn. Đó, các bạn nước không sôi các bạn cho vào là bột năng mình sẽ trôi hết đó.
Rồi mình sẽ cho khoai môn vào ha. Vừa cho thì các bạn rải đều đều ra nha. Mình đừng có đổ dồn lại một chỗ nha các bạn. Thì khoai môn mình sẽ bị dính lại đó, khó tách lắm á. Đó, mình rải đều ra và mình sẽ để yên chút xíu nha. Để yên để cho khoai môn bột năng trân châu của mình đó được được săn lại đó các bạn. Săn lại là mình lúc đó mình sẽ dùng đũa mình khuấy lên ha. Khi các bạn thấy có một vài hạt nổi lên đó là lúc đó là bột năng đã săn lại rồi đó. Thì mình sẽ dùng que khuấy để mình khuấy đều ra để cho khoai môn mình tách rời ra nha, không bị dính ha. Đó, các bạn cứ nhẹ nhàng mình khuấy, khuấy nhẹ thôi nha. Môn rất là dễ nát nha các bạn. Đó, cho nên mình phải nhẹ tay nha. Bởi vì lúc đầu mình nói là các bạn luộc môn lúc đầu đó, mình đừng có luộc chín quá nha, mình luộc khoảng 2-3 phút thôi nha. Rồi bây giờ các bạn cứ để như vậy ha, để lửa lớn đó. Khi các bạn thấy môn đã nổi lên như thế này nè, thì các bạn hẹn giờ khoảng 30 giây nữa thôi. Đó, mình đun khoảng 30 giây thôi nha, là trân châu của mình chín đó các bạn. Đó, sau khi mà các bạn thấy á, môn mình đã nổi lên hết như vậy đó, mình sẽ vớt ra nước ha, mình rửa qua lại một lần nữa nha, để cho sạch những cái bột thừa bám đó các bạn. Đây là nước lọc bình thường thôi nha các bạn, mình rửa qua bình thường thôi ha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cho ra một cái tô nha. Đó, đồng thời mình cũng chuẩn bị đường nước luôn. Đường nước mình sẽ pha với tỷ lệ là 600ml nước với 1 kg đường nha các bạn. Mình có video hướng dẫn các bạn trước đó rồi. Rồi bây giờ các bạn cho đường nước vào mình ướp ha. Mình ướp khoảng 15-20 phút cho đường ngấm là bán được rồi nha. Đây là thành phẩm của mình nha các bạn, có màu tím nhạt nhạt rất là ngon luôn nha. Đó, thịt rất là thơm và béo ha. Chúc bạn làm thành công nha. Các bạn nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.